Niềm vui sắp đến trong chuyện tình cảm của bạn là gì? Mình thấy là các bạn sẽ có cơ hội gặp lại người cũ của mình nha. Nếu như các bạn đang trong quan hệ mập mờ cũ nè, người yêu cũ của mình mà còn vương vấn nè, hoặc là đang ngắt kết nối với họ nha, chứ chưa có hẳn là chia tay nha, thì xác suất quay lại về khi cả hai các kết nối với nhau rất là nhiều nha. Còn nếu như bạn nào đang trong hệ tôi sức độc hại nha, quá độc hại, quá mệt mỏi khi yêu họ, khi tiếp xúc với họ, nói chuyện với họ, cứ gần gũi họ là cảm thấy nó, cái năng lượng nó bị hao hụt nha, cảm thấy con người nó bơ phờ, nó mệt mỏi nha, nó bị cạn kiệt dần dần ha, thì nên ngắt kết nối là vừa ha. Rồi còn quan hệ nào mà cảm thấy lần còn ngắt kết nối, các bạn cứ thuận theo tự nhiên là hết cái duyên rồi nha, đó vậy thôi ha, không còn ý kiến gì, không có còn ý kiến gì thêm nữa nha, duyên tới đó thôi. Rồi niềm vui sắp đến, các bạn sẽ được đoàn tụ với người thân yêu của mình này, cái thứ nhất nha, đó là những cái niềm vui nho nhỏ ở đây nha. Và các bạn sẽ hẹn nhau đi cà phê với nhau rất là nhiều ha. Bạn sẽ có thời gian lên kế hoạch cho bản thân mình, cũng là người khác luôn. Và nếu như các bạn đang trong quan hệ quá tôi sẽ độc hại á, khi mà chia tay với họ một cái là vũ trụ sẽ bù đắp cho các bạn bằng cách là gửi một bạn sao mai đến cho cuộc đời của bạn luôn. Cái người bạn này đến với bạn với tư cách là giúp đỡ bạn mọi thứ cuộc sống, chia sẻ đồng hành với bạn trên những cái chuyến đi hành trình, dù nắng dù mưa dù gió bão tố thế nào, người này luôn bên cạnh bạn, ở phía đằng sau lưng bạn, động viên các bạn. Quan trọng là bạn có nhận cho phép người này bước vô cánh cửa của bạn hay không, bước cánh cổng của nhà bạn thôi chứ không còn phải vô cánh cửa luôn á. Người này rất là tốt nha, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn vô điều kiện luôn ha. Và mình xem thêm là cái tổng quan về cái may mắn nào sắp đến về tình cảm của bạn ha. Đây, có sẽ có người quan tâm bạn đây, tình yêu sẽ nở hoa một lần nữa nếu như các bạn ngắt cái nối giận hờn vu vơ với người yêu của mình, hoặc là với crush của bạn, hoặc là mập mờ cũ của bạn nha. Còn nếu như các bạn đang độc thân FA thì sắp đến sẽ có người đến bên bạn và ngỏ lời tặng cái bông hoa này dành cho bạn, hàm ý là họ muốn dâng tình cảm của họ vào tay của bạn nha, vào trái tim của bạn ha. Và nhắc thêm, cái người mà người yêu sắp đến của các bạn á, họ là người rất là kỹ tính nha, rất là thông minh và lém lĩnh ha, rất là dễ, mình thấy có cái gì đó nó hoạt náo, nó dễ thương ở đây nha. Người này sẽ biết cách bày trò để làm bạn vui ha, để làm bạn giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi với những cái mối hệ đôi xích độc hại khác nha. Và các bạn sẽ được là chính mình nha, mình sẽ vô tư hồn nhiên dễ thương như thế này, mỗi khi tương tác và yêu thương ở bên cạnh của nhau nha, rất ok ha, rất dễ thương.